lùi dè. Cái mùng lùi dè này phải nước cầm gờ mới có. Ê, cần công gâm nhé cả nhà. Chào mừng cả nhà đã tiếp tục quay trở lại. Hôm nay là mấy cái anh như, em... cái như, cái như. Hôm nay là mấy anh em mình đi câu cá mà chạy lòng vòng câu chặt không có. Giờ mấy anh em mình bày mồi ra nhậu thôi cả nhà. Đây là sản phẩm của mấy anh em mình, đây là hồi trước mấy bữa trước là mình đi mực với cá với tôm là mình đi câu với đi đánh lưới được nha cả nhà. Còn hoa chuối này là mình đi ăn trộm này. Ra giảm đi mình cũng đi ăn trộm luôn này. Rồi xin chào cả nhà. Chào cả nhà tiếp tục theo dõi nhá. Rồi đi quay tầm món vlog. Yeah, chị vlog. Mực gỏi mực hoa chuối nhá cả nhà. Rồi chưa đến tiết mục cắt chuối. Qua lấy anh đâu biết đến từ Tây Ban Nha. Hả? Lúc nãy em cầm dao. Có ra công trường có mà. Rồi, để cho nước thẩm thẩm về thôi. Nước mà sôi quá là nó chín mực, nó hết độ dài. Cô con nướng một cái cô con. Được lắm. Thấy ra. Quay nó luôn. À, rồi, đẹp. Đây đi chưa quay. Quay nha. Cả nhà là thấy hấp dẫn chưa? Đây là lúc hoàn thành sản phẩm gọi mực đúng không? Chân đấy cầm xuống đâu rồi? Anh đâu bị rất điều này. Chanh đấy cầm xuống rồi. Chanh đó. À chanh, chanh đó. Chanh đá cho em bỏ chanh đi. Chanh tươi này. Chanh tươi. Chanh okay. Siêu. Chanh siêu héo. Chanh siêu héo. Ăn mới ngon lắm. Có là hạnh phúc rồi. À, yeah. Rồi, chụp một cái ảnh, chụp một cái ảnh. Rồi, bây giờ là mấy anh mình đây cục à. Uống rượu nha cả nhà, uống bia. Rượu, ai uống bia, bia. Ai uống rượu, uống rượu. Tí lấy nước ngọt mà uống. Nói chung là mấy anh em mình nãy giờ câu chén rồi. Bây giờ uống, uống rượu rồi, chuyện có uống rượu rồi, uống câu cá nữa. Vẹt ra đó có con nào ăn thôi, uống say về. Xin mời cả nhà cá. Nhân mực. À, chuối. Cần thủ. Tối rồi nào hơi mặn thiếu tanh nặng thêm tanh vô đúng là còn cái mực mà mình câu vẽ là mình không cần tanh không cần cung ăn sống bay luôn. Trời tối rồi cả nhà, mấy anh em mình lên điện uống mãi đi chơi cả đêm luôn đó, nửa đêm về gần sáng về luôn vì ở đây là chúng tôi là những người là không có vợ và không có gia đình cho nên chúng tôi đi chơi thỏa thích. Ở đây là chúng tôi là những người độc thân vui vẻ cho nên chúng tôi đi chơi xả láng luôn, ưng về cái nào về hết tiền thôi. Ai đến sau được ăn tôm đâu. Ai đến sau được ăn tôm đó. Anh cho tôm tôm nó xài ra. Rau tôm. À tôm chín rồi, cá cũng chín rồi. Xin mời. Xin mời cả nhà thưởng thức. Lấy máy cái sau cái tụi mày nghe cặp cái đồng ơi đồ măng ơi đưa đi lấy à. Ờ xin mời cả nhà nhá. Trên cùng ấy lấy cá ra luôn cái nhánh
cá lẹt với cá tuồng. Anh không mở máy sao biết cá ăn được? Hả? Không không không. Mở làm chi? Không, ý mở ra khi nào nó kéo ngoài. Không 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 không. Mở mở nó chạy vô rẽ. Mở chạy vô rẽ. Vậy nới vậy là hơi nhiều đó. Anh em kéo tay đây có được không? Mày được đó. Lai, không được lai. Chỉ là mình vừa để khi nào nó còn con nó gãy trên luồng đúng. Con chua bí luôn, bỏ vô cái nồi. Nó hút. Nó mà không bạc được. Xong rồi. Ngon mà. À, con này để cho con này. Đó. Để coi đây. Mà nuôi anh bỏ cho nó buộc à? Cá. Một cái cá luyện lắm à. Mấy anh em làm uống nãy giờ trên mà hết mồi rồi, giờ đi đi mua mồi tiếp đây. Tục chiếu anh nha. Sao bao này cái cua to hơn nữa không? Phóng xô luôn. Xong đâu này? Là cua ta bá mày ạ. Con này tâm sẻ sẻ. Thế nào, nó chết thì là mình bé bỏ bong bóng ra này. Đấy. Thấy con cua luôn vậy anh chưa? Bỏ vô. Đó, cua siêu to luôn bia này. Nhà này. Cho cái bia này hấp. Luộc vậy luôn. Bia đó bà. Thì lấy mấy con cua nó luộc luôn. Cua siêu to đó cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Bắn sâu luôn, bó con cua tao bắn sâu luôn. Tiểu tôi chưa thấy con cua nào to như vậy này. Có mấy sao? Chưa mới rửa tiếng cua. Bán 145 nghìn nhất. Đây, rồi, cua đâu có đây? 6 làng. Gấp 4, 7, thì phải đá. Đồ chắc. Cũng cộng nó lên. Quay, quay. Con cua này. Thơm. Cua chín nhờ? À, xin mời cả nhà nhá. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Điện ở ngoài đây anh em mình nhá. Điện ở ngoài đây tắt đi. À, thơm. Thơm mày cũng có ai. Thơm mày. Thơm ngon. Ừ. Lòng bia với con cua cho cả nhà coi nhá. Thế là thấy chưa? Riêng cái giọng của nó là nó bằng con lông bia này. Cả nhà này. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Xin mời cả nhà. To hơn cái iPhone 11 Pro bé à. Ai? To chưa? À, đẹp lắm. Quả to. Bự lắm. Quả cũng hơn đĩa. Đây. Cộng cả bá này nè. Chám cả màn hình luôn. Hắt vô. Wow. Chấm đây nè. Ngon rồi, cho anh em thưởng thức với nha. Này cho em với thằng người ăn này. Cắn ăn. Đi ăn đi. Thằng này hai ngày đó. Cho nó ăn. Thôi. Ăn đi em nhậu. Để nó đuổi nhé. À, đau bụng. Ăn đây. Ăn bữa sau cho đi. Được đấy, có đụng. Đây. Khoan hết rồi, khoan hết thịt rồi. Đó là bằng bằng tay luôn. Sái đây. Thưởng thức như kiểu bà Tân Vlog ạ. Tân Vlog ạ. Bà Tân món Vlog này cũng ướng rồi. Cẩn bà Tân Vlog ạ. Quá ngon. Sữa này. À nó có sữa. Sáng sáng này. Càng với sữa nữa à. Tầng đằng nhớ cua, tầng rất là đưa ông ơi. Nhớ cua. Đã cua nữa à? Cua tôm. À. Cua tiếp. Bên đêm nay là cua toàn tập luôn cả nhà. Xài luôn đó. Ra ngay. Vì là một con là mấy anh em đã nói là không đủ cho nên là mua thêm mua thêm cả mì tôm mì tép luôn nè. Đêm nay là chơi xà lén bánh sáng luôn đó, uống xài ngay tại chỗ luôn, phải về luôn, bỏ trong bao bóng luôn khỏi quý. Ở ban đây nhớ ngay rồi bỏ vào trong luôn luôn, cần bao bóng rồi ngay con ba con hai con mái một con đực ba con mái cả hai con mái một cua về cua mái ngon lắm. Đêm con nó nhìn xíu đâu. Đêm nay cua toàn tập luôn đó cả nhà. Mất gì đây? Con đường nhau mẹ. Kẹp cá bây giờ thành kẹp cua thôi. Được đâu. Được. Căng ơi căng ạ. Bắt đây uống nè. Đây. Cầm bỏ bỏ mọi chiếc bóng mà bắt cái ra. Không để. Trời, thêm ba con nữa đúng ăn nữ luôn đó. Có được nhỏ này. Dạ dạ. Gậy cậu, gậy cậu. Cua này cua tự nhiên đó, phải cua nuôi à? Tự nhiên. Cua cái gì đó bạn? Phải đâu? Vậy cho đến thúi cơ bạn. Dìa ra đó.
phải đâu. Đó là cái nhau của nó đó. Nhau cái để lại có được chứ. Có nhà có thuyền nó đúng rồi mà. Đúng mà chất luôn, đẳng cấp luôn, cua gần tầm chín không? Ba con này cần vì cua cái nặng. Có đi 2 3 lần. Tiền. Đến vậy đó. Bỏ cho ba một con đông. Hai con này là dưới đó, 7 là 7 được con này. Con này được dưới 8 lận. Thôi nha. Đó không? Sau lưng đó. Sau cái xéo mà ông ba con này bằng con dưới khi nãy vậy. Cái gọng con hồi nãy nó chám cả màn hình luôn, mình quay lại nó chám cả màn hình, cái gọng này đặt nửa máy. Con máy có đâu. Nhưng mà chắc là gọng này bằng máy chắc đi. Nếu ta ơi, phải nè, nếu mà cướp mà nó có gạch này mà không thì thôi. Còn đó. Con anh Nghĩa thì có gạch. Đâu nhìn biệt thành gạch luôn á. Chắc thì chắc đó. Cái mắc nước này ông mới tuôn. Xin mời cả nhà nhá. Đâu, đưa đây. Còn cua gạch này, như ai? Còn cua gạch này. Đồ cua mà cua tự nhiên là gạch của nó ít lắm. Cua nuôi cơ gạch nó mới nhiều. Đây, xin mời cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Con nhỏ có đó. Vô. Hiện tại là hơi phấn khích với mấy em cua này đó. Ai ăn quá ngon không luôn. Siêu gạch. Cua siêu gạch. Múc miếng gạch em múc miếng luôn. Trông tí nữa. Ăn đi. Ăn luôn chưa? Ăn đi, xấu hổ gì mày. Ăn à. Gạch đi ông ăn ơ. Ướt có mấy đường. Ăn xài luôn, xài luôn. Xài luôn, xài luôn. Có mấy đường hít luôn. Nó ướt luôn. Xài hít luôn. Xài hết luôn. Xài ngon. Quá tuyệt vời. Đây, quan cảnh xung quanh đây cả nhà. Yên bình, rất là yên bình. Giống tê trời ơi, giống nhà ai à. Bình thường mà tỉnh táo em không ăn được vậy đâu bè ạ. Ai. Ăn miếng hay miếng ngán liền ai. Tiêu. Tiêu. Xài đâu. À, ra đây ăn hết con. Ai vậy? Hả? Bữa bây giờ là ăn đều không? Hả? Có vị họ với hai nói là ăn tại chỗ. Ăn tươi nuốt sống. Dạ dạ dạ. Ừ. Rồi, mấy anh em thì nãy giờ là cũng ăn uống nhiều rồi, bây giờ là nấu mì tôm và ăn uống xong là nghỉ rồi đấy cả nhà. Mưa mình ngon. Rồi ăn no say, bây giờ cũng khuya rồi, giờ cũng 1-2 giờ sáng. Cần câu ngâm thì vẫn đang còn đây mà không thấy em nào. Không thấy em, ông có hồng, ông có mẹ kẻ nào. Thiếu Nga, mở cái rắc tranh luôn hả? Cái rắc, nó của cái đó, cái gì mỉ nó, cái gì mỉ nó. Quăng luôn. Cái gì mỉ nó. Thiếu ngã cho em nhở. Thiếu ngã. Thằng sau này cần chúa. Không tân mở không được đâu. Cho tân tân mất. À vậy à. Ngày mai có gì thì gặp lại. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Vậy thôi. Vậy đó. Thôi bây giờ thì cũng đã khuya rồi, bây giờ anh em mình là mỗi người mỗi đường về, hẹn gặp lại mọi người vào một tập phim khác nghe. Ok. Ôi, xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã tiếp tục theo dõi video từ đầu đến cuối. Bây giờ thì xin chào.